Sứ nè, kiêu hùng hơ vậy đó. Nè, cho hỏi thăm nha, ông có nhà không? Ông đi vắng. Đỡ. Ê, khoan. Nè, cho hỏi thăm nè, tiểu thơ có nhà không? Có. Khỏe. Ủa, khoan. Trời ơi, sao mà ham đi quá hả? Hỏi chưa hết câu rồi tính bỏ đi vô rồi. Cho hỏi thăm nữa nè, cô làm ơn á, cô vô nói với tiểu thơ là có công tử Tôn Phúc đến thăm. Tôi sợ tiểu thơ rầy. Tiểu thơ tôi đang đọc sách. Trời ơi, gì đâu, con chút nhờ chút cũng làm khó rồi. Nè, con làm ơn đi, lấy nén bạc xài chân nha. Ngại quá hả? Có gì đâu ngại. Kỳ quá hả công tử? Kỳ gì đâu kỳ. Ô mà, công tử điệu quá. Ồ, công tử điệu lâu rồi không biết. Công tử thiếu gì tiền. Chết, quên đem theo. Trời đất. Đừng buồn, thông cảm nha. Ít bữa cho gấp đâu. Công tử chờ một chút nha. Sao? Tiểu thơ nói sao? Tiểu thơ tôi nói. Nói sao? Nói sao? Nói mời công tử vào. Đỡ quá. Rồi bỏ đi đâu vậy? Nè, trời đất ơi, cô không mở cổng làm sao tôi vô? Đi chết, tôi không có chìa khóa. Công tử à, công tử cảm phiền leo rào vô đi. Trời đất ơi, leo đại đi công tử. Trời đất ơi, tôi là công tử Tôn Phúc chứ đâu phải là Tôn Ngộ Không mà biểu bay qua hàng rào. Ăn mận bánh bao mà bắt leo qua hàng rào xúc tay cái. Trời đất ơi, Tôn Phúc dám thành Tôn Tận lắm. Leo đại đi công tử, tôi đỡ cho. Trời đất ơi, đỡ chi nữa, đỡ xuống nó cũng mềm rồi. Để tìm coi chìa khóa đi nè. Quỷ sứ nè, bộ nãy hứa cho nén bạc chưa cho tính trả đũa hả? Ta nói rồi mà, công tử Tôn Phúc này đã hứa là dứt khoát là sẽ không bao giờ có. Ủa lộn, không bao giờ quên. Mời công tử vào. Cảm ơn. Dạ, kính chào tiểu... Mời công tử dùng trà. Quỷ, quỷ sứ. Để đó đi, bưng trà ra mà cũng chịu lên chiến trước, làm ta hố cái quá mạng. Nè, nghe tôi nói nè, nói cho biết đi. Lần sau mà có ra thì cũng phải... Kính chào tiểu thơ. Chào công tử. Công tử đến thăm cha tôi à? Thăm ông chi? Không, quên đi. Trước đến đây là thăm ba. Ủa, bác? Sao thăm vợ? Sao lộn hoài? Sao thăm tiểu thơ? Cảm ơn công tử. Mời công tử dùng trà. Cảm ơn. Trời ơi, trà gì nóng dữ vậy? Trời ơi, bộ quỷ sứ này tính trả thù tôi sao cả. Dạ thưa công tử, chẳng hay công tử qua đây có chuyện gì? Tiểu thơ à, nhân dịp qua đây để thăm tiểu thơ đó. tôi có mang qua một gói quà xin tặng tiểu thơ. Hôm qua lên phủ tôi mua đem về. Có chi công tử phải bận tâm, tôi không dám nhận, xin ngài mang nó về. Thôi mà, đây là một chút lòng thành. Tiểu
thơ vui lòng nhận lấy dùng cho. Tiểu thơ từ chối, tôi khổ tâm vô cùng. Đâu có chi gọi là quy bao, chỉ có vài sắc lụa mà thôi. Tiểu thơ mặc thử mà coi, ôi thôi nó đẹp như tiên trên trời. Công tử nói quá lời. Mình nói cái đó là mình nói thiệt lòng đó tiểu thơ. Cảm ơn công tử. Chi? Nhưng công tử đem về đi. Ừ. Thôi, xin phép công tử tôi vào thư phòng đọc sách. Tiểu thơ. Tiểu thơ. Đưa công tử ra cổng. Tiểu thơ. Mời công tử ra cổng. Hả? Mời ra cổng có nghĩa là mời rút lui đó hả? Dạ đúng vậy. Trời ơi, nói ngày gì mà xui tận mạng vậy? Em Ngọc Mai, hơn nửa tuần trăng mới thấy em đến à. Mời em hãy xuống đây ngồi, khoang thuyền chật hẹp lắm mà nghe. Anh Trương Chi, em có chuyện này muốn hỏi anh. Hôm nay anh có tâm sự gì mà tiếng sáo của anh nghe có vẻ não nề buồn thảm cái gì anh Trương Chi? Anh vẫn bình thường mà, tâm hồn anh vẫn thanh thản vô tư. Nếu mà em nhận thấy tiếng sáo của anh hôm nay không được vui tươi trong sáng như mọi hôm á, đó là tại... đó là tại anh suy tình cô gái ở lầu qua. Ca khúc bóng trầm miên man tình ý mà đã gọi là tri âm tri kỷ thì đâu cần chi cùng nhau quen biết, dù cho sông núi cách xa cũng hiểu nhau bằng tiếng nhạc lời ca. Kìa sao từ nãy giờ em cứ hỏi chuyện đâu đâu, sao không ngồi xuống cạnh bên anh để anh hỏi thăm vài lời. Ngọc Mai à, Ngọc Mai ơi, dần trăng đã ló dạng, bầu trời thêm tỏ trang. Trương Chi, anh thấy đó, chiếc thuyền nhỏ bốn mùa sóng vỗ, túp lều tránh nắng.
đổi mới. Anh đã quen sống cảnh cơ hà, sao còn mơ ước nơi lầu son gác tía. Em Ngọc Mai, em đã lầm rồi, anh nào có mơ ước gì đâu. Có, anh đừng giấu em, anh đã yêu một người. Mà dù cho anh có yêu ai thì có sao đâu. Chưa chắc người ta đã yêu anh. Anh đâu cần, anh thích ai anh yêu người đó. Anh không cần người đó có yêu anh hay là không. Anh không nên đùa với tình yêu. Anh cũng đừng ỷ mình có tiếng sáo ru hồn làm cho người khác phải si mê khổ luyện. Anh chỉ là một gã thuyền chài, nhưng tâm hồn là tâm hồn nghệ sĩ. Trong khi anh đem tiếng sáo du dương ru lòng người khuê cát, thì chính anh cũng bâng khuâng sầu mong. Vì hình bóng giai nhân diễm lệ chốn chương đài. Em muốn cùng anh khuyên bảo một đôi lời, sống bằng tình cảm, bằng tinh thần tâm quyết. Anh còn là gì lòng dạ cần biết kẻ đã hy sinh tận tụy suốt đời. Anh đã che giấu tâm hồn tri kỷ gần xa, còn chính đời anh thì héo mòn trống trải. Ngọc Mai à, anh đã hiểu rồi. Em đừng nói. Cầu cạnh người giàu nhưng anh lại say mê người đẹp. Em không hiểu nổi anh đâu. Bây giờ anh lại bảo rằng em không hiểu anh. Phải vậy thì em về. Khoan, Ngọc Mai, Ngọc Mai, anh muốn nói với em. Quả thật em không hiểu nổi anh. Ngọc Mai, Ngọc Mai. Anh Trương Chi à, anh Châu Trung. Ai vừa đi lên bến vậy anh Trương Chi? Anh hỏi ai mới vừa đi đó hả? Cô Ngọc Mai. Tôi thấy cổ vừa đi vừa khóc. À, chắc anh làm gì cho cổ buồn phải không? Có gì đâu, mấy cô gái hay mau nước mắt lắm. Tôi thấy anh không nên vô tình với cô ấy. Nghĩa là tôi phải... Phải đáp lại tình yêu của cổ anh ạ. Anh nói nghe sao đơn giản quá. Tình yêu không phải là lòng thương hại, mà đó là tiếng nói từ con tim.
Tôi biết làm sao mà khi tình cảm tâm hồn của tôi với cô ấy chưa cảm thông hòa điệu. Anh là một nhạc sĩ nên câu nói nào cũng hàm chứa những âm thanh. Mà bỏ qua chuyện đó đi, tôi đến đây cho anh hay một tin. Tin vui hay là buồn? Hơi buồn anh à. Tin gì vậy? Có một cô gái bệnh nặng. Bệnh gì? Không biết bệnh gì, nhưng nghe nói cô ấy mê tiếng sáo của một chàng trai không biết tuổi quen tên. Chàng đó là ai, không lẽ lại là tôi? Không biết được, nhưng nếu anh là thủ phạm thì tôi thấy rằng tội này rất nặng nề. Một cô gái mê tiếng sáo của tôi rồi đau, rồi gần chết. Vậy là tôi bị anh buộc tội tôi là thủ phạm phải không? Anh Trương Chi, anh đừng cười. Tôi sợ tiếng cười của anh sau này sẽ trở thành tiếng khóc. Bởi anh đã làm cho một người con gái vừa tròn tuổi mộng mang chứng tương tư nên dốc liều ao mòn. Có lẽ nay mai sẽ vĩnh biệt chân. Anh hãy ngưng đi, anh hãy ngưng đi những cơn sầu muộn, những tiếng lòng quỷ mị. Tuyệt vời ca ngợi cảnh sắc quê hương, với mây nước với hoa tôi có lòng. Lại đem những cung điệu buồn đai đất mà làm tôi nát vàng kém hơn. Anh Trương Chi, tôi nói như thế có đúng không hả anh Trương Chi? Không đúng. Sống trên đời phải chấp nhận buồn vui, làm người trên cõi thế phải có đắng cay chín nhường. Tôi muốn gửi tiếng lòng tôi qua tiếng chúc đến với mọi tâm hồn, không phân biệt hèn sang. Âm ba nào cũng chứa đựng buồn vui, cũng như trong cuộc đời có vinh có nhục. Đừng quy tội cho tiếng tờ tiếng chúc cuộc đường cách dài nhân yêu đuối tâm hồn. Trên cuộc đời phải có nhạc có thơ, có những tiếng mừng ca, tất nhiên phải có những cung sầu muộn. Anh Trương Chi, thôi anh về đi, tôi cần được giây phút thoát trần bằng tiếng sáo thay lời tâm sự.
lời tri ân. Tấu chân lòng ta buồn nỗi cô đơn lạnh lùng. Một chiếc thuyền con lẻ loi trên dòng sông vắng, nhờ tiếng thiêu sầu qua chung trăng nữa thương giang. Thương giang ơi, tiếng sao nghe buồn thay lương. Sao giang làm chi từng tiếng nhà cũng buồn. Do nát lòng ta mỗi khi trăng vàng soi bóng, lòng ngẩn ngơ sầu chờ mong giây phút bên nhau. Trường nghe tiếng sao thê lương,
chơi chơi. Xuân Lan ơi. Dạ. Làm sao giúp ta gặp mặt người nhạc sĩ tài hoa ấy? Em sẽ đưa tiểu thơ đi. Không được, em quên câu khuê môn bất xuất rồi sao? Ra khỏi nhà rủi có người quen bắt gặp thì tai tiếng xấu, làm quen ố gia phong chị sẽ mang trọng tội với cha già. Vậy để em mời người ấy đến đây nhé. À, hay lắm, em đi ngay đi. Dạ. Mà không, cũng không được. Cha ta đâu bằng lòng để cho hạng người khốn khổ ấy đánh cửa nhà này. Vậy thì làm sao bây giờ thưa thiếu thơ? Trời ơi, ta khổ quá. Thôi, em lui ra ngoài đi, ta muốn được yên tĩnh. Trời ơi, ta đến với chàng không tiện, chàng đến với ta cũng không xong, vậy là ta không thể gặp chàng. Ôi, ta chết mất. Em có gài cửa phòng kỹ lưỡng chứ? Dạ có, tiểu thơ theo em. Gần đến nơi chưa em? Thưa tiểu thơ, gần đến rồi. Xuân Lan. Dạ. Xuân Lan ơi. Dạ. Tiếng sáo của chàng. Đúng rồi đó tiểu thơ. Tiểu thơ ngồi tạm nơi đây, để em đi cho chàng hay. Khoan, khoan đã. Ta muốn được thưởng thức tiếng sáo mê ly huyền diệu của chàng nhạc sĩ tài hoa ấy. Thưa cô là... Tôi là người hầu của tiểu thơ tôi. Tiểu thơ cô là... Dạ là Mỹ Nương. Mỹ Nương. Anh Trương Chi ơi, tiểu thơ tôi muốn... Dạ muốn chi à? Muốn gặp mặt anh để hỏi thăm chút việc mà. Muốn gặp mặt tôi? Vâng. Dạ vâng. Không, anh mang chiếc sáo theo. Thưa tiểu thơ, đây là anh Trương Chi, người có tiếng sáo tuyệt vời. Anh Trương Chi ơi, còn đây là tiểu thơ tôi, Mỹ Nương đó. Đêm vắng canh khuya, tiểu thơ đến đây chắc có điều chi dạy bảo. Anh quá khiêm nhường. Tôi chỉ muốn được đối diện người nhạc sĩ, đêm đêm gửi hồn theo tiếng trúc, gió mang đi từng cuốn mực đến lầu hoa. Đa tạ tấm lòng của tiểu thơ, nhưng chút tài mọn đâu dám làm bẩn tay người khuê cát. Anh Trương Chi, anh quả là một người nghệ sĩ tài quá hiếm có. Điệu bỗng trầm rai rất dạng con tim. Anh có biết đâu, cứ đêm đêm ngồi tựa cửa bên rèm, dạng vừa nhô lên đỉnh núi thì tiếng sao khoai cũng trỗi lên những khúc thê lương. Ô hoa hoài như lời
nghĩ đến tôi thật đội ơn lòng. Nhưng đời gió sương kiếp long đong, làm sao đáp lại tấm lòng tri ngộ. Anh Trương Chi, người nhạc sĩ chỉ cần gửi hồn theo tiếng gió, mang cung tương qua muôn dặm trời mây. Khách tri âm như uống cạn men cay, dù giảng lý cũng xem như gan tất. Chỉ e chút tài mọn không thỏa lòng người khuê cát, dù những dư âm là mão lễ kiếp phong trần. À, hay là tôi với tiểu thơ kiếp trước có nợ nần, nên thông cảm qua tiếng lòng người nghệ sĩ. Lòng này không dám ước mơ đến chuyện tới, gửi tâm vào tiếng thiên sầu, cho đời vơi bớt nỗi cô đơn. Dường như con không được khỏe, nhìn sắc diện rõ ràng của con, lòng cha thật vô cùng ái náy. Thôi, con hãy yên nghỉ. Xuân Lan. Dạ. Nghe ta hỏi,
Dạo này ta thấy sắc diện của mỹ nương có phần thay đổi, mi có biết duyên cớ tại sao hay không? Hãy nói cho ta nghe. Dạ thưa ông, có lẽ đêm nào tiểu thơ cũng nghe tiếng sáo theo gió đưa đến từ con thuyền trên bến Hương Giang, tiếng ai quán mang thiết thao hoài, khúc nào nùng reo rắc chơi chơi mời khiến tiểu thơ tâm hồn dần dần trí não hao mòn, gió vàng hình dung đó. Viên ngoại có nghe mỗi lần trên thương gian trổ lên tiếng sáo là mỗi lần tiểu thơ sầu mộng tương tư. Viên ngoại xem chỉ có mấy tuần trăng mà hình dấp tiểu thơ vỏ vàng khô héo. Qua tiếng sáo mà con ta vỏ vàng khô héo à. Ngày sầu muộn còn Trương Chi, Trương Chi mi thì cố ý hay vô tâm. Bằng cách nào chứ? Trời ơi, chỉ có một đứa con gái quanh năm suốt tháng nó ở trong nhà, vậy mà tai họa từ đâu cứ ập đến. Khổ ơi là khổ mà. À nè Xuân Lan con. Dạ. Con qua mời công tử Tôn Phúc đến đây, ta có việc cần bàn. Dạ. Nè khoan, còn việc thứ hai là ta nhờ con dò hỏi coi con người của Trương Chi ra sao, gia cảnh như thế nào. Dạ, con đi đây. Dạ, dạ con xin kính chào nhạc gia. Dạ, yeah, công tử. Dạ. Tôi mới vừa cho người mời công tử thì công tử đã đến rồi. May dạ. Quá. Dạ, tách con nào giờ lẹ làng lắm. Dạ, dạ thưa, có việc chi mà nhạc gia cho gọi con qua về nhạc gia? Công tử à, bởi vì em mỹ nương nó đang đau yếu, nó bỏ ăn bỏ ngủ mấy hôm rồi, có lẽ là cảm mạo chi đây, mới mấy hôm mà hình dốc vỏ vàng, lão với sang thăm thì nó nằm đêm hít lại, không nói năng mà đêm vắng canh khuya đảo thấy nóng lòng, vậy sẵn đây nhờ công tử tiếp tay. Chà, không biết tiểu thơ thức khuya làm chi vậy, đau yếu sờ sờ không nói mà làm gì, rủi ro mà tiểu thơ có bề nào, chẳng những nhạc gia buồn mà con rể cũng khổ lầy. Dẫu rằng đối với công tử lão chỉ hứa hôn cũng là để con rồi. Dạ cảm ơn bà. Thì gia đình mà có việc gì lão cũng nói cho công tử được hãng thường. Cảm ơn nhạc gia thương con mà nói vậy, chứ tiểu thơ bị đường thì khó tính vô cùng.
qua tới đây đó, con cũng muốn vô phòng nè, nhưng sợ tiểu thơ đang buồn rồi đuổi con ra. Nói vậy chứ làm con làm sao dám cãi quyền cha mẹ, áo làm sao mặc qua khỏi đầu cho được. Dạ. Tổng tử yên tâm một lời lão hứa thì không bao giờ lay chuyển được đâu. Gia sinh nhạc gia lo làm đám cưới cho rồi, cho để lâu ngày sợ cô bác dèm pha. Nói xa thì cũng không qua nói gần, nếu con bà ở một tiếng thì con gái nó rằng rằng chạy theo. Cái tài chim gái thì lão đã rành công tử quá rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà dạ cũng sắp tới ngày cưới vợ rồi đó, cho nên con cũng sửa tánh lại lần lần rồi nhạc gia ơi. Dạ chào công tử mới đến. Ủa Xuân Lan. Dạ xin phép công tử. Nè Xuân Lan. Dạ. Thế nào? Nè công tử à, phiền công tử chờ tôi trong giây lát nha. Dạ, nhạc gia cứ tự nhiên, chờ bao lâu cũng được. Xuân Lan. Dạ. Tiểu thơ đâu? Tiểu thơ em đang nằm trong phòng riêng. Vậy để vô. Công tử ơi, tiểu thơ em đau đã 3-4 ngày rồi đó. Đau? Ủa, đau sao? Đau đầu, đau bụng, đau lưng, đau mình, say sẩm mặt mày hay là nhức mỏi tay chân? Dạ, tiểu thơ em không ngủ được, đêm nào nằm mơ cũng gọi tên. Gọi tên ta phải không? Khí, phải gọi tên Phúc không? Dạ không. Ủa, không lẽ gọi tên thằng nào? Dạ thưa, em nghe kỹ rồi, chàng ơi. Thì chàng đó chính là ta. Không, chàng đây là người chưa hề quen. Người xa lạ mà chàng này chàng nó, ôi thiệt là kỳ. Còn nói cái gì? Tiểu thơ bảo đêm đã khuya, ai thổi phút tiêu tao, làm cho hồn ta để mê. Nghe mi nói lại ta ngỡ là trời sập. Cái thằng thổi sáo nó tên gì? Mi nói chuyện tức thì. Thưa tên Trương Chi. Vậy tên Trương Chi hả? Sao trong vùng này ta không nghe con ông phủ ông huyện nào có cái tên công tử Trương Chi hết cả? Dạ Trương Chi đâu phải là công tử. Vậy chứ nó là cái thá gì? Là một gã thuyền chài có biệt tài thổi sáo. Một gã thuyền chài. Thuyền chài là đánh cá bắt tôm bắt cua bắt còng đó phải không? Ôi trời ơi, cái thứ đó mà ăn nhậm gì? Còn thổi sáo, thổi sáo mà biệt tài hả? Tôi thấy mấy cha tiếng heo thổi cũng được. Đó là bọn lục lục thường tài vô danh tiểu tốt, làm sao sánh bằng những âm điệu tuyệt vời của các bậc tài hoa. Chỉ có Tử Kỳ mới hiểu nổi Bá Nha. Còn đối với kẻ khác như đàn khải tay trâu nước tuôn đầu dịch. Bộ tôi là dịch sao chỉ tôi cả? Dạ. Bộ mặt tôi giống dịch lắm. Dạ xin lỗi công tử nha. Vậy đâu có chi bị chỉ ngang. Tôi né hoài. Thôi bỏ vụ dịch gà qua bên đi, rồi cũng bỏ luôn cái vụ Tử Kỳ Bá Nha gì đó đi. Tôi không có quen với mấy cha nội đó đâu. Nè, hãy nói rõ cho tôi biết, có phải vì tiếng sáo của gã thuyền chài nên Mỹ Nương ngơ ngẩn đêm ngày, rồi đến độ võ vàng thân xác, phải vậy không? Dạ phải. Cứ mỗi lần khi sương phủ màn đêm đó, là mỗi lần tiểu thơ tôi chờ tiểu thơ tôi. Vọng về bên sông cửa để lệ sầu tư từng giọt thấm trong hồn. Nàng hương cánh tương tư trong đáy vực thương buồn, mến chờ yêu thầm một người xa lạ mà mình chưa từng bóng nhiên đã mấy tuần trăng vắng bạc tiếng
mà tâm bệnh thì không có phương thuốc nào trị khỏi. Chỉ có cách này. Dạ thưa, dạ cách nào vậy nhạc gia? Bây giờ công tử hãy đi đến bán thương gian tìm cho được thương chi. Mời nói về đây diện kiến tức thì. Mỹ nương cần thấy mặt thương chi cho vơi bớt sầu đau. Ôi, bắt chứ mời cái gì, con sẽ làm xong việc. Nhưng cái tên này, nhạc gia đã thấy con người nó ra sao mà Mỹ nương phải khổ đau. Nó hát giỏi, nó ca hay mà mặt mày xinh đẹp, thì đưa nó về đây là cha giết con luôn. Thôi, đừng có chần chờ bàn tới bàn lui. Khi nó mạnh rồi, lão sẽ lo cho. Còn ai hơn công tử được đẹp trai giàu mà có học nữa. Dạ, phải cưới hỏi cho xong. Hai đứa con sum họp thì bây giờ đâu có chuyện lộn xộn. Đừng lo việc đó, mất mát gì đâu mà sợ. Không mất hả nhạc gia? Vậy con đi liền, dẫn nó về đây lập tức. Sáng tới giờ gành rã cặp giò xuống chài đây rồi mà nhà của Trương Chi ở đâu tìm không có thấy cả. Nếu mà thất bại kể như là mất vợ. Thôi ráng đi nữa đi tụi bay ơi, xong việc về đó tao thưởng. Bao năm tháng sông buồn vui đánh ca đổi miếng cơm, nhà siêu phên thưa giữa trời sương. Ta không sợ chỉ lo vì thân mẹ đói lạnh cơ hàng bởi đời phủ phàng. Làm cái gì mà ngầu rên chà, có bộ quẩn quá hay. Cho hỏi thăm chút được không? Dạ cho hay ông muốn hỏi chi ạ? Lịch sự quá. Nhưng trước khi hỏi thăm, tôi hỏi chú em tên chi? Dạ chi ạ. Chú có nghe tôi hỏi không? Chú tên chi? Dạ chi. Bộ thằng này điếc sao ta. Một lần nữa, tôi hỏi chú tên chi? Dạ chi ạ. Nè, tôi không có giỡn mặt với chú nghe. Rồi tôi có giỡn mặt với ông đâu. Lần cuối cùng tôi hỏi chú tên chi? Dạ chi. Hả? Nhưng mà tôi hỏi chú tên gì? Thì Trương Chi. Rồi. Trời đất ơi, hồi nãy giờ mình cứ hỏi nó gì cái cho nó chắc ăn cái chi qua chi lỡ. Nãy giờ gần mất hết một ngày. Trương Chi đây hả? Đúng là thiệt là Trương Chi. Dạ đúng mà. Hỏi gì ông cười vậy? Bộ vui lắm hả? Vui trong bụng. Chuyện này tao biết rồi sao mày biết? Trời đất ơi, tệ quá. Xấu quá. Nghèo. Trời nghèo mà nghèo xấu xa. Trời ơi. Tội nghiệp quá ha. Chắc kiếp trước ăn ở cũng mê bối nên kiếp này mới phát dữ. Nè nghe, ông muốn hỏi gì ông hỏi đi, chứ ông đừng có nói nghèo hay giàu hay xấu hay đẹp nha, kệ tôi. Chà, nói đụng tới xin lỗi. Thôi, lỡ quen miệng đừng giận đi, xin lỗi. Chú em cho hỏi thăm này. Chẳng hay chú em có biết làm nghề thầy thuốc không? Tôi không có biết thuốc men gì hết á. Vậy chứ chú mày làm nghề gì? Tôi làm nghề thổi sáo. Nghề thổi sáo? Lạ quá ta. Hồi nào tới giờ tôi nghe người ta nói làm nghề thợ mộc, thợ rèm, thợ nề, thợ đỡ đẻ, thợ thiến heo, chứ đâu có cái nghề gì là cái nghề thổi sáo.
Thưa ông đến đây có cần chi tôi? Nếu bằng không, mời ông hãy ra về. Thôi được, tôi đến đây để mời chú đến trị dùm căn bệnh của tiểu thơ. Tôi sẽ trọng thưởng cho. Tôi đã nói rằng tôi chẳng phải lương y. Ông đến tìm tôi thật là rất hoài công. Nhưng tôi đến đây năn nỉ chú mày, cứ đi với tôi rồi sẽ biết đầu đuôi. Thưa ông, thật tình tôi không thể đi với ông được. Sao? Xin ông đi tìm người khác đi. Không được, người ta đã chỉ đích danh của chú. Tôi chắc ông biết tôi tên là Trương Chi chứ gì. Phải, gần đất hơi mới biết Trương Chi. Phải, chú là Trương Chi, đã vô tình gây khổ cho một người. Một người nơi lầu cao, chạy hết buốt mà chả ra sao. Cứ réo tên chú, khóc lóc, riết rồi nằm yên ngủ mất. Viên ngoại đang lo rầu, sai tôi tới bắt chú mày về dinh. Trời ơi, chuyện gì xảy ra, tôi đâu có làm ai khổ ai buồn. Ông có lầm hay không, xin hãy hỏi kỹ lại trước sau. Nè, chú đừng nói nữa, tôi đã hỏi rồi đâu đó chắc chắn. Đi hay không nói liền, tôi không có thì giờ để gian ca. Bây giờ có đi không? Không, tôi không có đi. Không đi. Được. Dạ nhanh đâu? Bắt trói nó đem về lập tức. Không, tại sao lại lơ bắt trói lấy tôi? Lấy dây cột lôi nó đi. Tôi không đi mà, tại sao lôi dây? Trời đất ơi, gì kì dây nè, trời đất ơi. Mày làm không lợi đâu phải không? Hình như tôi có gặp cô một lần rồi phải không cô? Sao anh lại ngồi đây? Tôi ngồi ngoài này cho mát. Phải rồi, công tử Tôn Phúc mời anh đến phải không? Thưa cô, không phải mời mà bắt. Bắt anh? Dạ, bắt trói đàng hoàng à nghe. Làm gì mà trói người ta? Cậu công tử này ma trợn quá. Cô ơi, tiểu thơ của cô bệnh trạng ra sao vậy cô? Bệnh mà như không bệnh, không bệnh mà cũng như bệnh. Sao lạ vậy? Anh biết không, tiểu thơ của tôi tự nhiên biên ăn biên ngủ, đêm đêm ngồi bên khung cửa, làm như là đang đợi chờ ai. Giờ hình dung rõ ràng, mớ tóc mai rủ rượi bơ thờ, không chuyện trò nói năng. Tiểu thơ cô chắc có nhiều tâm sự, cô ở trong nhà cô có biết hay không? Tiểu thơ tôi không hề nói một lời, tôi chỉ đoán chừng vậy thôi. Cô đoán làm sao tiểu thơ bệnh gì, cô nói rõ ràng tôi nghe. Tiểu thơ tôi đang chờ đợi. Chờ đợi? Chờ đợi ai mà chờ đợi cái gì vậy cô? Anh Trương Chi, anh không biết à? Thế làm sao mà tôi biết được? Chờ đợi gì vậy cô? Tiểu thơ tôi đang chờ đợi những tiếng sáo bị thương theo hơi gió lạnh, bay đến phòng khuê khi trăng vừa khuất bóng, để cho lệ tương tư ràng rùa tuôn trào. Lát nữa đây khi già
Tôi không ngờ vì tiếng sáo của tôi mà tiểu thơ cô mang bệnh. Vâng, tôi sẽ nghe theo lời cô. Kìa, hình như có tiếng ông tôi gọi. Tôi vào anh nhé. Nhạc gia ơi, nhạc gia đâu rồi? Nhạc gia đây. Dạ kính thưa nhạc gia, dạ có rồi. Có rồi à? Dạ. May quá, con đã mời được người ấy đến đây rồi à? Dạ con đâu có mời. Ủa chứ? Dạ con khiêng. Trời ơi, sao lại khiêng người ta? Dạ tại nó không chịu đi cho nên con khiêng. Làm vậy có làm sao được? Rồi bây giờ chú ấy ở đâu? Dạ con để nó ngồi ngoài góc ổi gần ổ kiến lửa. Ra mời chú ấy vào. Dạ. Nè, cái thằng cha ngồi dưới góc ổi đó, di ngoại cho mời vô. Vô đây. Đó, tía vợ tôi đó, chào đi. Dạ chào tía vợ. Ê, 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 tía vợ tao với bộ tía vợ mày, sao mày chào kỳ với mày? Khoanh tay, cúi đầu, chào viên ngoại. Dạ chào ông ngoại, chẳng hay ông ngoại cho mời. Nói gì, nói gì? Dạ, chào ông ngoại. Hoàng, chào viên ngoại. Ủa, sao viên ngoại, không phải là kêu ông ngoại hả? Dạ chào viên ngoại. Ừ. Cho mời tôi tới đây có việc chi dạy bảo à? Đòi chứ không có mời mày. Dạ đòi chứ không có mời. Ừ. Dạ thưa nhạc gia, nhạc gia hài tội nó ra đi nhạc gia. Công tử à? Dạ. Công tử ra nhà khách nghỉ mệt đi. Ừ. Vậy là con đi, nhưng mà con chưa có mệt. nói chứ nhạc gia biểu thì con xin rút lui. Này anh à, chẳng nói dấu chi anh, mỹ nương con gái của tôi nó nhóm bệnh nửa tháng nay rồi. Mỗi khi trăn trở nó thường gọi thầm hai tiếng Trương Chi, gọi tên tôi, phải. Nó gọi tên anh và đòi nghe cho được tiếng sáo cây lương áo não. Những đêm trăng anh thả thuyền trên bến thương gian, nó tương tự đến biên ngủ biên anh, nay hình dốc đã rõ vàng cô. Cho nên tôi mời anh đến đây là để mong anh hãy thương xót. Lời sao tôi, nếu con gái tôi chẳng may vắng số thì tôi cũng không còn ham sống làm chi trên cõi dương trần. Yeah.
đáp lại tiếng nói chân tình của viên ngoại. Anh Trương Chiên, trước mặt anh tôi thành thật gian sinh, nhờ anh nhỏ bước hoàng sanh cải tử. Tôi hiếm hoi kỹ của một đứa con duy nhất, nên xem nó như lộc ngà châu báu của họ lưng. Nó có bề nào thì tôi sống làm sao, có như vậy khẩn thiết nhờ anh. Xin anh làm ơn cho nó nghe được tiếng sáo quen thuộc của đêm nào, chắc chắn nó sẽ được lành căn bệnh. Dạ, tôi xin vâng lời viên ngoại. Cảm ơn anh. Xuân Lan. Dạ. Pha trà ngon mời khách, rồi vào trong cho tiểu thơ con hay nha. Dạ. Thơ ơi, mời tiểu thơ. Tiểu thơ ơi, mời tiểu thơ ra nghe thổi sáo. Chàng đã đến rồi à? Dân, xin mời tiểu thơ. Hãy để ta ngồi ở thư phòng, để ta có thể nhìn rõ dung mạo của chàng. Anh ấy đang ngồi xoay lưng về phía chúng ta. Tiểu thơ hãy lắng nghe, anh ấy bắt đầu thổi sáo. Để làm gì thưa cô? Làm gì rồi anh sẽ biết. Anh đi với tôi.
Thưa tiểu thơ, đây là anh Trương Chi, người thổi sáo. Anh Trương Chi, rất hân hạnh được anh quá bước đến đây. Xin mời anh uống cạn chung trà. Cha ơi,
ơi, con cho gia nhân đuổi nó đi rồi cha ơi. Trời ơi, con thấy nó vừa đi nó vừa khóc đó cha. Vô cái mặt nó như quỷ vậy. Vậy nó còn khóc lại xấu quá cha ơi. Con vô con tức cười quá. Thôi, vậy là xong rồi. Kể từ nay em Mỹ Nương nó sẽ lành bệnh vì nó đã tặng mặt Trương Chi. Điều từ ly sẽ chết liệm ba hồn một khi anh đầu da phai. Từ bấy lâu nay ta yêu quý con ta hơn ngọc hơn vàng. Từ khi thương văn bổn hiện bóng hình, nó nghe bắt đầu mộng mơ. Dạ thưa cha, kể từ nay con sẽ ra tay xua đuổi nó đi khỏi xóm thuyền dài. Còn ai đâu mà đợi mà chờ, Mỹ Nương sẽ vui vẻ như xưa. Nhạc gia ơi, sau lễ tân hôn cá nước tương phùng, con nâng khăn sữa cấp cho nàng. Tới khi đầu bạc răng rụng, đồng tử hãy yên tâm, lão đã hứa là lão giữ lời. Dầu cho vật đổi sao dời, rồi đây sẽ mặt mừng tay bắn. Ngày thành hôn của công tử với Mỹ Nương. Dạ mấy lại này con lại nhạc gia, xin nhạc gia nhớ và thương con. À, coi kìa, công tử làm gì kỳ vậy? Dạ lại. Thôi đừng có lại làm cái gì. Dạ, dạ thưa chưa, còn thiếu lại nữa mới đủ lễ. À, thôi thôi thôi, hãy đứng dậy đi, đứng dậy đi. Dạ xong rồi, dạ đội ơn nhạc gia. Dạ thưa nhạc gia có gì ạ? À? Thank you.
mấy hôm nay con nằm giả dưới, khi tỉnh khi mê, con làm cho mẹ lo sợ quá. Mẹ ơi, mang nhục hèn bởi đến nơi cửa các lầu cao. Lòng dạ của con người sao mà độc ác, con sợ lắm mẹ ơi, con sợ lắm những dung nhan kiều mị. Một tinh cầu sáng rực giữa
Để mẹ vào trong nấu cho con chén cháo nha. Mai. Thưa bác, anh Trương Chi đã đỡ nhiều chưa bác? Ngọc Mai ơi, bệnh tình của nó coi mọi nguy kịch lắm cháu. Cháu nghe nói sau khi đến nhà viên ngoại về thì anh ngã bệnh phải không bác? Phải. Nó không nói rõ cho bác biết việc gì đã xảy ra tại nhà viên ngoại, nhưng bác biết rằng những chỗ cao sang họ đã quên cuộc đời đương gia, họ có thương khi những người nghèo khổ. Tuần hoàn thôi luôn kìa.
mộng cuộc sinh, hay còn nối tiếc bóng hình mi nương. Ngọc Mai ơi, em đừng trách anh quá si mê vì một nhan sắc yêu kiều diêm lệ. Bởi trước sau anh chỉ là một nghệ sĩ muốn ru hồn ai qua những tiếng tiêu sâu. Những thương đau đã heo tâm hồn.
tiểu thư một cô gái lạ hay quen? Dạ thưa, cô gái này em chưa từng gặp mặt, nhưng trong y phục và vẻ người lam lũ, có lẽ là người ở xóm phường dài. Ở xóm phường dài? Dạ. Cho cô ấy vào. Thưa dân. Chào tiểu thơ. Xin lỗi, tiểu thơ có phải là mỹ nương ái nữ Lưu Viên Ngoại? Chính tôi. Cô có chuyện chi cần đến tôi? Thưa tiểu thơ, tôi mang đến tặng tiểu thơ cái chén ngọc của người quen trăng trôi lúc lâm chung. Trước khi anh lìa cõi dương trần, còn gọi mãi tên một người con. Là một chàng trai nhân dạng sâu xa và cơ hàm khốn khổ. Nhưng tiếng sao du dương đã làm mềm lòng một trang khuê ca. Để rồi đêm từng đêm nhỏ lệ suốt canh ta. Trời ơi, bóng dáng của ai trong đáy chén lung linh tỏa mờ à?
người qua đôi vô tâm. Trời ơi tiếng sáo nào nùng như quán như than, như chưa được một trời quốc hồng. Nhỏ giọt lệ đi thương người bạc số. Trời ơi chén nồng trên tay đã dở nát tan tành. Song your